Con đường ngắn nhất để trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Cơ hội được đào tạo bởi các huấn luyện viên đẳng cấp. Được biểu diễn tài năng trên truyền hình cả nước. Hãy đến với chương trình truyền hình thực tế Hoàng tử bóng đá Việt Nam để biến ước mơ thành hiện thực và nhận những giải thưởng hấp dẫn. 5 cầu thủ xuất sắc nhất sẽ đến Anh Quốc một tuần tham quan các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng. Người chiến thắng cuối cùng với danh hiệu Hoàng tử bóng đá Việt Nam sẽ được đào tạo chuyên nghiệp 1 năm tại câu lạc bộ Liverpool. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập website www.vbc.com.vn.